Ngày 14 tháng 10 năm 2022, Trường Trung học Phổ thông Triệu Sơn 5, Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử, Câu lạc bộ Anh hùng, Nhân chứng Lịch sử đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu kể chuyện lịch sử. Về dự chương trình có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện, các thầy cô giáo và trên 800 học sinh của nhà trường. Tại chương trình, các thầy cô giáo và các em học sinh đã được nghe các thành viên trong câu lạc bộ Anh hùng, Nhân chứng Lịch sử khái quát những mốc son lịch sử của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh. Ông Ngô Sĩ Nguyên, nhân chứng lịch sử đặc biệt, kể câu chuyện về chiếc xe tăng mang số hiệu 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập vào thời khắc lịch sử của dân tộc lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Và câu chuyện về số phận của xe tăng 390 được chứng minh sau 20 năm ngày thống nhất đất nước. Những câu chuyện, kỷ niệm, ký ức chiến tranh của những nhân chứng lịch sử. Trong khuôn khổ của chương trình, qua các câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, các em học sinh đã được ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, những tấm gương sáng về tình đồng chí đồng đội, tình cảm quân dân trong lửa đạn chiến tranh. Qua buổi gặp mặt và trò chuyện với lại các anh hùng lịch sử, các nhân chứng lịch sử ngày hôm nay, em cảm thấy đây là một chương trình hết sức ý nghĩa. Qua những câu chuyện về cha ông, những người đi trước, em cảm thấy lịch sử dân tộc mình thật đáng tự hào. Từ đó, trên cương vị là một người học sinh, em cảm thấy bản thân mình cần phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực không ngừng nghỉ để xứng đáng với lại sự hy sinh của cha anh, những người đi trước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, dân ta phải biết sử ra cho từng quốc tích nước nhà Việt Nam. Là một học sinh của trường Triệu Sơn 5 ngày hôm nay, bọn em được gặp gỡ với những nhân chứng sống của lịch sử, những thế hệ cha ông đã đi trước, đã từng tham gia trực tiếp vào cuộc kháng chiến để bảo vệ đất nước, xây dựng nước nhà. Là một học sinh ngày hôm nay, bọn em cảm thấy cuộc gặp gỡ rất là bổ ích và ý nghĩa. Chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt và cố gắng để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Môn lịch sử thì lâu nay là một cái môn học mà rất là khô khan, rất là khó đối với các em học sinh. Cho nên mà đa số là các em học sinh là không thích, không yêu mê môn lịch sử mấy. Bản thân chúng tôi là những giáo viên dạy lịch sử thì chúng tôi cũng đã có rất là nhiều cái phương pháp để đổi mới phương pháp dạy học. Đấy. Và nhà trường cũng đã rất là quan tâm đến cái việc là đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử. Hôm nay là đến với cái nhà trường tổ chức cái buổi giao lưu gặp gỡ các cái nhân chứng lịch sử sống ngày hôm nay. Thì bản thân tôi là giáo viên lịch sử, tôi thấy rằng rất là bổ ích, rất là lý thú, giúp không chỉ học sinh cảm thấy yêu thích, say mê hơn môn lịch sử, mà còn giúp cho bản thân giáo viên dạy lịch sử chúng tôi cũng sẽ có những cái nhìn nhận và có những cái đổi mới phương pháp như thế nào để nó phù hợp hơn. Chương trình giao lưu kể chuyện lịch sử với các anh hùng, nhân chứng lịch sử là hoạt động đầy ý nghĩa. Thông qua chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục lòng yêu nước cho học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời giúp cho các em học sinh thấy được trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, phát huy truyền thống hiếu học, trưởng thành, tiếp bước cha anh, xây dựng đất nước, xứng danh con lạc cháu hồng, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.